màu đặc trưng của phong cách pop art hiện đại và những nhân vật của cung đình xưa. Những chiếc áo long bào, phụng bào kết hợp với kính mát, trang sức, túi xách của những thương hiệu thời trang thời thượng nhất của thời điểm hiện tại. Tại sao những cái nhân vật như vậy, mặc đồ truyền thống như vậy là tại sao lại kết hợp với những thứ là quá hiện đại? Liệu nó nhìn nó vậy nó có hợp hay không? Bảo Nguyễn tốt nghiệp chuyên khoa tranh lụa của Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Lụa vẫn là chất liệu yêu thích, nhưng mảnh đất ghi dấu ấn cá nhân của Bảo trước hết lại là digital printing, dòng tranh in nhưng là độc bản với sự kết hợp đa dạng về chất liệu. Tranh của mình những cái chất liệu xen kẽ từ chất liệu truyền thống cho tới chất liệu hiện đại như là gỗ, giấy gió, rồi những chất liệu như là vàng, là bạc. Mình sẽ dán vào, thép vào để cho bức tranh mình nó thành một tác phẩm đa chất liệu, không phải riêng gì thành một cái tác phẩm tranh in đơn thuần. Mình rất là thích về cái văn hóa truyền thống của Việt Nam, thì cái chất liệu đó chỉ là một phần thôi. Còn những cái mà mình muốn đặt để vào trong đó là chính là những cái bản sắc, cái màu sắc của văn hóa truyền thống Việt Nam vào. Bức tranh này mình lên ý tưởng là về một cô gái năng động, rất là phóng khoáng, vẫn một chút xíu gì đó truyền thống của Việt Nam. Mình sẽ đưa những cái họa tiết từ cái vân mây là một cái hình ảnh rất là cụ thể và được lặp lại và thấy rất nhiều trong những cái bộ trang phục của Triều Nguyễn. Thế giới, Việt Nam, cổ điển, hiện đại, dường như những khoảng cách không gian và thời gian đã bị Bảo Nguyễn cố tình lờ đi trong những tác phẩm mỹ thuật của mình. Một nghệ sĩ trẻ yêu thích truyền thống nhưng tiếp cận nó bằng hơi thở đương đại. Và gương mặt rồng là rồng chính diện, thì cái áo này sẽ được mặc sử dụng trong những cái lễ chúc thọ. Mình thấy là cái truyền thống và cái bản sắc của mình rất là nhiều, tại sao mình không khai thác? Mình rất là thích nên mình sẽ tìm hiểu, thì mình không hẳn là quá đi cứng nhắc về lịch sử đâu, mình chỉ là một phần nhỏ thôi, và mình một phần của mình đang nói là chính là những cái họa tiết về trên những cái bộ trang phục truyền thống. Khi mà nhìn tranh của Bảo Nguyễn á, thì mình cảm thấy rất là ấn tượng bởi những cái màu sắc và những họa tiết. Và họa tiết làm cho mình có nhiều cảm xúc nhất chính là những họa tiết đến từ bản sắc của Việt Nam. Còn mang tên Góc Nhìn thì thông qua tác phẩm thì mình cũng muốn nói là mình muốn là cho mọi thứ đều nhẹ nhàng. Khi mà chúng ta nhìn vào tác phẩm thì cảm thấy nó vui. Vui về cái hình thức thể hiện, vui về cái màu sắc mình đang muốn truyền tải cho mọi người là màu sắc phải là tưng bừng và vui vẻ chứ không phải là quá nặng nề như những cái tông màu trầm trầm. Nên tác phẩm của mình đa phần là những cái tác phẩm là màu sắc rất là tươi, vui và rất là gọi là sao ta nôm na, giống như mọi người nói là màu nó cứ chung chút với nhau.